Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi Việt Nam. Thì video ngày hôm nay mình đi quay cho mọi người vườn hoa hồng cổ Sapa. Vườn này thì có hai dạng, đó chính là một dạng thoát thân và một dạng bụi. Thì mình sẽ đi quay cái mé ở bên thoát thân trước, sau đó sẽ sang bên dạng bụi để mọi người có thể hình dung ra được là cái cây thoát thân chúng ta nuôi sau này thì nó sẽ như thế nào, và những cây dạng bụi nó sẽ ra sao, ưu nhược điểm của hai cái dòng thoát thân và dạng bụi nó như thế nào thì chúng ta sẽ biết được trong video ngày hôm nay. Đây là cái vườn, đây là cái mé mà Sapa mà thoát thân nhá. Đây mọi người nhìn thoát thân này, đó thoát thân đấy. Nhìn ở đây thì chả thấy gốc đâu cả, toàn nhìn thấy cọc với cả trống thôi. Thì mọi người có thể thấy rằng là những cái cây mà nó cao hoặc là cái tán nó rộng thì chúng ta lên trống cọc ở bốn cạnh bốn phía để làm gì, tránh tình trạng là mưa gió bão nó giật là nó sẽ bị đổ cây, hao hụt cây, cũng có thể rằng là làm cái cây của chúng ta nó mất đi cái giá trị về cái thẩm mỹ, đó, nhìn nó không được đẹp. Đó. Đang một cái cây mà nó nhìn nó nhiều lụ, nhiều cành, nhiều tán như này mà gãy mất một cái cành to thì chúng ta nuôi lại thì rất là lâu. Thứ hai là nhìn cái form cây nó bị hụt đi một, nó sẽ bị hụt đi rất là nhiều. Đấy, đây cây Sapa. Đó. Những cái dòng Sapa này thì có chiều cao là trung bình là 2m và tán rộng tầm 1m4 Sapa. Mọi người có thể thấy là Sapa thì nó bị bỏ cành khá là nhiều vào cái mùa hè này. Chúng ta nên cắt tỉa làm sao cho nó bớt đi, nó ít đi, nó nhẹ thôi, đừng cắt sâu quá. Thứ hai, những cái cành răm ở trong này, những cái đây là nhìn cây nó rất là thoáng, nhìn cây rất là thoáng. Những cành răm ở trong chúng ta cắt hết đi. Bởi vì sao, những cái cành đấy nó cũng không ra hoa được, mà trong khi đó cây nó vẫn cứ phải nuôi. Mà nếu mà nó quá tùm ấy, thì dẫn tới cái hiện tượng là sau là nó có cái nơi trú ẩn cho các cái sâu bệnh hại cây. Đấy, như ví dụ như dẹp này, nhện này, bọ trĩ này đó, bởi vì nó tùm quá, nó có thể là những cái dòng ấy nó sẽ ở dưới những cái tán lá. Đấy, nếu mà nó thoáng, ánh nắng phải chiếu vào được, nếu thể cây nó không còn sâu bệnh, nó không còn những lơ trú ngụ của mình. Đấy. Về cái vấn đề mà cái dòng thoát thân ý, thì mọi người thể thấy ngay ở trên hình đây là cái cây ý, nó rất là thoáng. Nhìn cái cây rất là thoáng cây. Đấy, nhìn nó thoáng cây nó cao. Đây này, thoát thân này. Đây này, những dòng thoát thân này. Đấy, dòng thoát thân này. Đấy, nhìn cái cây, nhìn nó thoáng cái cây. Đấy. Nhìn thoáng cây rất là nhiều, và chúng ta có thể là trồng tại trong các chậu hoặc là trồng những cái nơi mà có diện tích mà nó hơi nó chật chật một chút cũng được, bởi vì nó là dòng thoát thân thì sau này nó sẽ vươn cành tán lên cao. Đấy. Vươn cành tán lên cao. Đấy, mọi người thấy chưa? Nát nữa sẽ sang bên kia cái vườn mà dạng bụi thì chúng ta cũng thể hình dung ra được là thoát thân và dạng bụi như thế nào. Đấy. Thoát thân thì nó có thoát thân cao và thoát thân thấp. Thoát thân thì cứ tính nha. Mọi người cứ tính từ gốc này này. Đấy, thoát thân mọi người cứ tính từ gốc này, đây từ gốc này nhá. Từ gốc này đi lên này. Đấy, đi lên đến cái trạc này. Đấy. Nó che ra cái thì là bắt đầu là tính thoát thân từ đây. Xuống tới gốc đo được bao nhiêu rồi đấy là thoát thân. Đấy, còn từ trạc hất lên này là nó đã là hết thoát thân rồi. Đấy, nó là như vậy. Mọi người thấy chưa? Những cái dòng cây mà dạng bịch mà nó ổn định rồi thì mọi người thấy rằng tuy rằng thời tiết nó còn nắng đi một chút nhưng mà nó vẫn cứ ra hoa ra mầm như bình thường. Đấy, cố gắng ra hoa ra mầm như bình thường. Đấy, các cái dòng này, dòng thoát thân thì nó ngày xưa cũng mới lên chậu cách đây được tầm khoảng độ 2 tháng rưỡi tới 3 tháng thôi. Nó ra được tầm khoảng độ 3 đến 4 lớp lọc rồi. Đấy, 3 đến 4 lớp lọc này. Nên là nhìn nó đẹp. Mới cái ngày đầu mà nó mới lên ấy, nhìn nó sơ sát lắm, nhìn nó yếu lắm. Nhưng mà bây giờ thì mọi người thể thấy từ giờ đến cuối năm thì cây nó cứ sinh trưởng phát triển bình thường thôi. Và cái cây này nó to luôn ấy, là cái dạng to luôn ấy. Sapa này là một trong các dòng mà rất là nhanh lớn. Nhanh lớn về cái khoản thoát thân, nếu mà lấy thoát thân thì rất là nhanh lớn thoát thân. Còn đâu các dòng khác thì lâu hơn một chút. Nhưng cái dòng này thì nó rất là nhanh tạo tán này. Riêng cái tán là nó nhanh này. Và cái dòng này rất là, để mà thoát thân nhanh nó cũng rất là nhanh đấy. Đây có những cái cây mà nó
vườn này cũng rơi vào tầm 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi. Đây. Đấy, lá rất là mỡ này. Đấy chưa? Xanh luôn. Đấy, đây. Form hoa thì mấy hôm nay có thể rằng là thời tiết nó mát, nhìn nó đẹp, bây giờ nó đỏ ửng hết lên này. Mọi người nhìn chưa? Form hoa đỏ ửng này. Đấy, đây là dòng thoát thân. Dòng thoát thân này, nếu mà chúng ta mà không chăm khi mà nó có các đây, có các cái mầm này, các cái mầm này nhảy tòi lên này, đấy, vặt đi. Đấy, vặt đi. Nếu mà không không vặt cái này đi nhá. Không vặt cái này đi sau này nó túa ra đây, túa tất cả có các cái mầm ngủ ở thân này nó dọc và nó tuét. Chúng ta mà không vặt đi tự nhiên này cái cây của chúng ta đang thoát cao thì nó lại thành thoát thấp. Đấy, đây như cây này. Cây này rất đẹp này. Đấy. Cái này thoát nó rơi tầm khoảng độ 80. Vành nó là 10. Đấy, cao cây 2m, tán rộng 1m4. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái ngay cái luống bên cạnh thôi, nó là dòng dạng bụi. Thì mọi người thấy ngay rằng là nó có độ khác biệt giữa cây dạng thoát thân và cây dạng bụi. Đấy. Cái dòng thoát thân thì mọi người có thể thấy là nhìn nó thoáng hơn, cái cây dạng bụi. Cây dạng bụi thì đấy, mọi người có thể thấy cây dạng bụi nhìn nó nhiều cành. Đấy, nhiều cành, nhìn nó không được thoáng, nhìn nó rối mắt. Nhưng mà đổi lại thì cái đấy nó là cái nhược điểm nhá, Còn cái ưu điểm của cái dòng dạng bụi này thì làm sao? Như thế nào? Thứ nhất là cành răm nó nhiều, mọi người nhìn nhá, cành răm nó nhiều. Đó. Nếu mà có thể nó bỏ một vài cành ấy, thoải mái bỏ thoải mái luôn. Sau này những cái cành răm mà nó nhiều, nó ra nó còn nhiều nữa. Đấy, nó là như vậy. Còn cái dòng mà thoát thân bên này, nếu những cái cành răm nó ít hơn rất là nhiều mọi người nhá. Đổi lại thì đấy là cái nhược điểm, nó là cành răm nó ít hơn những cái cây dạng bụi bên này. Đấy. Nếu mà nó bỏ một vài cành như thì này để mà tạo tán ra thì nó lại mất thời gian hơn. Đấy. Nhưng đổi lại thì nó lại có cái ưu điểm là nó có cái dòng có cái dạng thoát thân. Thoát thân nhìn nó thoáng cây. Đấy. Nếu mà để mà chọn, mình thấy rằng là các bác thích chơi cái dòng thoát thân hơn các cái dòng dạng bụi. Đấy. Thoát thân thì nhìn nó thoáng hơn. Đấy, thoáng hơn. Sau này mà cái giá với cả cái giá trị kinh tế của cái dòng thoát thân nó cao hơn. Sau này nếu chúng ta không chơi thì chúng ta có thể giao lưu lại cũng được, hoặc là trồng các cái dòng hồng khác thì chúng ta có thể giao lưu lại được, không vấn đề gì. Đấy, còn cái dòng dạng bụi thì nó hơi khó giao lưu một chút. Dạng bụi này thường trồng tại các cái hàng rào, các cái tường rào thôi. Đấy, để cho nó leo. Thì đây là loại cây thân rỗ gỗ nhỏ. Đấy, nó cũng gọi là cái hàng bán leo, hàng leo nhỏ ngắn. Đấy, chúng ta trồng ở các cái tường rào, các bờ rào, hoặc là các cái tường nhà mới xây. Đấy, chúng ta làm hàng rào đấy cũng được. Mọi người thể lên mạng có thể thấy rằng là có những cái hàng rào Sapa nhìn trông rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì nếu mà trồng ở các cái hàng rào phải cần những cái cây mà nó dạng bụi như này, cành tán nó nhiều, nó đâm chồi lẩy lồng lẩy mầm đi khắp nơi thì nó nhanh kín, nó nhanh to, nhanh đẹp. Đấy. Còn các dòng thoát thân thì chúng ta có thể cho lên chậu được. Đấy, cho lên chậu được. Ít thoát thân thì nếu mà trồng trên chậu ít nhất cũng phải thoát từ 20 đến 30 đổ lên. Đấy. Nhìn cho vào chậu thì nó hơn. Còn các dòng mà dạng bụi như này chúng ta có thể trồng tại các hàng rào, làm hàng rào hoặc là các cái cánh cổng. Đấy. Cần những cái cây nó thoát thân. À, cần những cái cây nó dạng bụi. Từ sáng nói hơi nhiều, bắt đầu lại nói níu no này rồi. Các bác thông cảm. Đấy. Không qua ngành nghề trường lớp đào tạo gì. À, cứ đi quay những cái hình ảnh thực tế như này đôi khi rằng nó cũng hơi nó chưa được chuyên nghiệp. Chính xác, chưa được chuyên nghiệp. Đây nè. Người nhìn chưa? Đấy, phòng cổ Sapa đây. Đấy, Sapa đấy mà mấy hôm vừa rồi thời tiết nó đẹp đi một cái, nó không nắng thì một cái là nhìn cái hoa, sắc hoa nó, sắc thái nó khác ngay. Kích cơ bông thì nó vẫn nhỏ, thế nhưng mà cái cái sắc hoa thì nó đậm hơn rồi. Đấy. Cánh hoa nó cũng nhỏ hơn. Được mỗi cái form hoa thôi, cái sắc hoa nhìn nó đậm hơn. Chứ không nó như mấy hôm trước nó nhanh tàn, thứ hai nó nhạt.
những cái cây sapa và dáng bụi thì mọi người có thể thấy rằng là mùa hè này đây đấy, cứ cắt tỉa thoải mái và nó ổn định, nó cắt tỉa thoải mái, nó nhiều cành tán răm chí này nhá, mình cắt sâu vào một chút nhá, cứ cho nó bỏ đi cũng được. Những cành khác chỉ cần 10 cành, chỉ cần đến mất 3 cành còn 7 cành nó bù lại những cái cành mất ngay lập tức ấy mà. Đấy, đấy, qua đây chúng ta cũng có biết được một chút về cái dạng mà thoát thân, như nào là thoát thân và như thế nào là dạng bụi. Cái dạng bụi nhìn nó khá là rối mắt, đổi lại cành tán răm chi nhiều. Đấy, sau này hoa thì nó sẽ nhiều hơn. Còn cái dòng dạng bụi nhìn cây nó thoáng, mà đổi lại thì cành tán răm chi nó ít hơn. Đấy. Và những cái cây thoát thân này thì có thể rằng là trồng ở trên chậu được. Còn những cây dạng bụi thì cũng trồng được, nhưng mà thường được trồng tại các cái hàng rào để làm các cái hàng rào đẹp hơn. Đó. Thì bác nào cần hoa hồng của Sapa trong bộ sưu tập hoa, hoặc trồng tại gia đình, tặng người thân, các cơ quan xí nghiệp mà dạng thoát thân hoặc là dạng bụi tặng cây như vậy, thì có thể liên hệ qua số điện thoại 03543 98599 hoặc Zalo 03543 98599 nhé. Đây, đây là cái dạng thoát thân này. Đó. Thì em có thể giao lưu lại cho mọi người được. Rồi, video này cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Chào mọi người nhé. Hồng của Sapa đấy. Mấy hôm nó không nắng một cái là nhìn hoa là nó cũng có sự thay đổi ngay. Nó đẹp ngay, khác hẳn ngay.